Mình không có dám tiếng gần là tại vì mình sợ camera thấy cái nét nhăn của mình Với lại uh, mình tiếng gần quá các bạn hay chê mình bị mập Hey, welcome back! Hôm nay mình sẽ giúp các bạn phát âm X với lại XT Mình biết nhiều bạn gặp trở ngại khi phát âm X Tại sao mình biết? Tại vì mình hay Nhiều bạn nghĩ cái chữ X nó tương đương với lại cái chữ S mà thật sự hai cái âm này nó khác nhau cái điều quan trọng nhất khi các bạn phát âm X, các bạn phải hiểu rằng là nó có hai phần trong cái âm đó. Phần thứ nhất là phần chặn hơi. Phần thứ nhì là cái phần xì. Phần chặn hơi là các bạn phải chặn cái hơi nó lại trước khi các bạn xì. cái okay, so cái cổ của các bạn phải chặn nó lại. So cái đó là phần chặn hơi. Các bạn hãy nên tưởng tượng cái âm X, nó là âm K, là âm K cộng với cái âm S. Tại sao cái âm K? Tại vì cái cổ họng của mình khi phát âm K thì nó chặn cái hơi lại một tí xíu trước khi mình phát âm cái chữ S là âm C. Các bạn hãy nghe kỹ nha, cái chữ này nha, box. Nào các bạn để ý nè, box. Mình nói chậm nha, box. Các bạn phải đính thở lại, lấy cái lưỡi phía sau của cổ họng chặn cái hơi lại, đừng có cho nó ra, box. Cái xong rồi, Xì nó một cái. Nếu các bạn không có làm như vậy thì cái chữ nó ra là boss. Boss nó khác với chữ, -chữ box. Các bạn để ý không? Box nó có cái khoảng cách một tí xíu, cái thời gian im lặng, box. Còn boss thì nó đi luôn. Os, boss nó đi luôn. Cái đó là hai chữ nó khác nhau là như vậy. Ok, rồi so các bạn hãy nghe mấy chữ khác nha. Uh, fix, six, tax, complex. Mỗi cái trước khi cái xì các bạn nghe cái hơi mình bị nín không? Tax okay. Những cái ví dụ đó là cái âm X đứng sau chữ Rồi cái âm X trong giữa chữ như sau Thì nó cũng như vậy thôi Boxes Hoặc là taxes So các bạn có nghe không? Taxes Mình nín hơi nó lại Mình cắt cái hơi nó đứt đi Rồi trước khi mình xì nó Cái đó là cái âm X No one wants to pay higher taxes I have to fix my computer There are six puppies in the box. Six box. Nếu các bạn học tiếng Anh một thời gian thì các bạn sẽ thấy rằng tiếng Anh nó có nhiều cái chữ bắt đầu là EX hoặc là ở trong cái chữ nó có cái âm EX trong đó. Cái âm EX này nhiều bạn nghĩ rằng nó tương đương với cái âm ES. Thật sự cái âm ES nó khác cái âm EX. Cái âm ES nó phát âm là S. Còn cái âm EX nó phát âm là X. Khi mà mình nói âm là X thì cổ mình nó đóng lại cái sound rim xì ra, ok? X. Tốt nhất các bạn tưởng tượng nó là cái âm E K S. Ok, so ví dụ cái chữ này là excellent chứ không phải là excellent nha, đừng có nói là excellent, nó là excellent. Chữ này là exciting chứ không phải là exciting. Exciting, explain. Cái chữ explain này nó hơi khó một tí xíu là nó có ba phụ âm trong này. X xong rồi P, cái xong L. Explain. Những chữ khác nữa là extreme, exclude, với lại exhale. Ví dụ, she is an excellent student. My trip to Vietnam was exciting. Alright, so bây giờ mình nói cái âm XT nha. Cái âm XT hoặc là đa số là EXT, các bạn hãy nhớ rằng là nó làm như cái âm X hồi nãy mình mới học. Mà thêm một cái âm T phía sau nữa, nó là XT. X, cái sông chặn hơi lại, cái sông Ok, next Ví dụ cái chữ này nha là next. Còn chữ này là text. Thêm một chút rắc rối nữa là cái chữ này là cái chữ fix. Khi mà nó quá khứ thì nó thành fixed. Nó là cái âm xt. Tại sao cái chữ fixed có âm xt? Là tại vì cái động từ nó có cái âm s với sau. Thì khi cộng với ed trong cái tập 11 mình đã nói qua cho các bạn. Thì nó là thành cái âm t cho nên nó là fixed khi mình nói chậm thì cái chữ này nó là next mà khi mình nói nhanh mình có thể ăn gian được tiếng anh nó quan trọng cái âm s cho nên cái âm s nó sẽ chiếm cái âm t cho nên cái chữ next các bạn có thể phát âm là next như thôi, next không có cần next cái chữ text cũng vậy luôn chỉ cần nó là text như thôi, text ok ví dụ nha i got a text message from my friend Ok, các bạn có nghe không text như thôi mình không có nói rằng là i got a text message from my friend Nói vậy thì hơi rùm rà quá cho nên người Mỹ cũng muốn gọn nó cho nên cái âm S nó sẽ chiếm cái âm T trong cái chữ text. Hmm, mình cũng đoán được các bạn sẽ hỏi mình cái câu nếu cái chữ text mà số nhiều nó như sao. Cái số nhiều của cái chữ text thì nó là texts. Ok, nghe kỹ đó nha. Texts. Ok, mà các bạn đừng lo Mình là Du An Giang. Khi mình nói nhanh thì cái chữ texts thì nó thành text vậy thôi. Ví dụ, I receive a lot of texts. Mình nói nhanh, mình nói gọn, mình ăn gian được. Không có cần phải phát âm ba bốn phụ âm. Khi mà mình nói hơi chậm tí xíu thì mình cũng phải tập lại cái âm xì xì một cái nha. Texts. Yes, mình biết cái này cũng hơi khó, nhất là những bạn mới học tiếng Anh. Mời các bạn bỏ thời gian tí xíu thử đi. Xì xì nó một cái. Texts. Thì mình quen. Từ từ nó sẽ quen. Mà các bạn đừng có lo. Các bạn lo là nó nhanh, gọn uh, Chỉ cần lướt qua cái âm S thôi khi nói cái chữ đó mà số nhiều Nãy giờ mình cố tình cho các bạn cái chữ X nó nằm trong cái chữ với lại nó nằm kế bên cái phụ âm Khi mà nó đứng đầu chữ với lại nó đứng kế cái nguyên âm Nó không phải là X. là Nó là âm Z. OK? Nó là âm Z Cái chữ này phát âm là EXACTLY Exactly. Nó cũng còn chặn hơi lại cái âm ek, phải không? Mà cái sau đó không phải là âm xì, nó là âm gì, âm z. Ok? So, exactly. Các bạn đừng có phát âm là exactly, nó không phải là exactly, nó là exactly, âm z. Cái chữ này là exit, exam, exotic. Khi mà cái chữ x đứng đầu chữ thì nó là âm z. Các bạn không có cần chặn hơi, các bạn tưởng tự nó là âm z thẳng luôn. Cái chữ này là xylophone, xylophone, chứ không phải là xylophone nha, nó là xylophone. Chữ này là xenophobic, đây là cái tên của cái công ty điện tử làm cho máy in với cái máy copy là Xerox. I know exactly what I'm doing. The exit is on the left side of the building. He has seen many exotic cultures around the world. Sally loves to play the xylophone. We need to get rid of our xenophobic attitude. Ngoài ra một chữ mà nó không có theo cái quy luật này là cái chữ exercise. Các bạn nghe này nha. Exercise. Chứ không phải là exercise nha. Nó làm S. Exercise. Ok. Cảm ơn các bạn xem video của mình. mình mong rằng mình giúp các bạn phát âm được cái âm X và các bạn thấy tự tin hơn. Alright. So we'll see you next time. Bye everyone.